Xin mời các bạn và anh em, anh Nguyễn đang test và giới thiệu về một cặp loa JBL có đen model là MR825, một dòng loa được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ, tỷ MHz 40 từ 19 đến 16 và tép kèn. Thì dòng loa này 3 hát và nghe nhạc này hết điểm rồi nhé. Ba dòng rộng rãi, công suất 250W cho đến 600W, dễ dàng ghép với đẩy bấm ly luôn nhé. Dòng này thiết kế rất đẹp luôn, khoe tép, khoe bát và thùng gỗ bọc da đen quýt lên một. Giá hiện tại nhá, rất tốt luôn, đẹp như này, xuất sắc. Em đang góp giá 25 triệu, bao ship tặng Đài Loan. Hay quá. Đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biên trời muôn ngàn sóng gió. Đây là 55 nhá, đây là 825. Rất nhiều loa nào nhá. Quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn. Đợi chờ mãi gần hết. 742. Nửa đời thanh xuân. Hay quá. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh. Em cô đơn như con thuyền anh. Với dòng loa như bây giờ nhân lời rất rộng luôn nhé, bát sâu, quy lực, tép lẩy, trung âm ngoan trong lòng luôn, loa chẳng đẹp sắc. Bây giờ phần 2 nhá, em quay lại thất, phần này hát thì hết đỉnh luôn. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa đẹp xuất sắc và VIP đến từ hãng JBL, có model là MR825. Thì đây là dòng loa xỉu bát 40 từ 19 đến 16 và một tép kèn từ 14 họng 44.4, một mẫu loa phù hợp cho gia đình mới nhé. Cái là nghe nhạc hay, hát thì cực kỳ tuyệt vời, giọng nó thoáng bay, tiếng bát đánh lực và sâu. Thì dòng loa này là dòng loa nó kiểu dáng rất đẹp nhé, nó khoe bát, khoe tép, thùng gỗ bọc da. Thì ngày nay em về là cầm loa đẹp xuất sắc, là một clip review cũng như giới thiệu các bác. Thì với dòng loa như là 825 nhé, em có rất nhiều này. Đấy. Nhưng mà giá cả hợp lý đẹp em đấy nhá. Thì dòng này có cái thiết kế sau này. Con này nó là thùng, của nó là thùng gỗ bọc da nhá. Anh nhìn này. Cái da chiếc của nó rất đẹp, chưa lổ vỡ này. Xuất sắc luôn đúng, đen cườm, bóng liễng. Đấy. Tất cả thành góc. Con này rộng là 48 nhá, rộng 48 này. Sâu 32, cao 65. Hỗ trợ cả giá cắm ba chân ấy, và để trên kệ rất đẹp nhá. Đấy. Có ba cái bánh, một là tép cao này, tép giữa là tép thấp này, và tép trung bình. Hỗ trợ hai cổng vàng MR825. Đấy. 8 ôm thôi nhá. Bung còn là vàng ươm. Đây phần thân bên này. Đó, dây Mỹ nó là dây đặc trung riêng rồi. Thùng thành quá đẹp đúng không ạ? Đó nhá. Về củ bát này, củ tép này. Thì tất cả đời Mỹ như đời 822, 825, 835, 838 đều là cái củ tép này nhá. Từ là từ 14 họng 4.4, mã tép là 2416H. Con này nó lời ra rất là đẫy, tiếng tép rất lẩy và sáng tiếng nhá, hát rất là sướng luôn. Đấy. Đây tép này. Cái này tép này bác dùng 100 năm chẳng hỏng được. Nó quá bền luôn. Về cặp bát bác nhỉ, sắt từ còn sáng cóng luôn. Đấy. Mã bát là 2032H. Từ 19 đến 16. Thì tất cả những đời MR8 và những đời 8 ấy thì đều từ 19 đến 16 hết, từ cả là dòng 30, dòng 40. Thì cái MR ấy có 8 hiệu 802 này. Đấy, 822 này, 825 này, 805 này. Rồi là 826 này, 835, 838 đều sử dụng củ từ giống nhau nhá. Các bạn nhìn đẹp chưa? Ui. Keo chỉ thì mỹ mãn luôn. Màng chưa bị dập nhá, rất là dai luôn, đẹp. Anh nhìn loa của anh Nguyễn thì nó quá đẳng cấp luôn. Đấy, gân nội đồng dầu 3 sóng nhá. Bàng đẹp. Như ly như nào luôn. Đây quả hai này. Long lanh mà nhá, long lanh. Ồ từ này. Chưa bị han gì cả nhá. Đấy. Chốt sắc này. Thì đôi này bác nhá, em bán giá mức hợp lý luôn. Giá hiện tại nhá là 25 triệu bao ship tặng một cặp liên loa. Có nhu cầu thì khoảng em 2 triệu nhá, 25 triệu. Chuẩn chỉ bao loa Mỹ, bao zin, bao đẹp cho bác toàn tuyến luôn.
từ vỏ bác nhá, từ bát, từ tép, từ phân tần, mọi thứ luôn. Hoặc là bác có thể lắp bộ hát cực kỳ hay không nhá, có thể bao phòng rộng tầm 40 vuông vẫn đủ lời nhá. Mọi thông tin mua sắm phối ghép liên hệ với em theo số điện thoại 0936 553 40. Thì loa mỹ em nó ra rào này, đây tất cả mã này đấy, 925 885 rất nhiều nhá. Đấy bác nhu cầu alo cho em nhé, 4732 rất là nhiều. Xin chào bác nhé.